Hello, chào tất cả anh em và mọi người nhé. Chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em một con hũ cực kỳ đẳng cấp nữa anh em nhé. Nói chung là con hũ này anh em có thể kiếm một cái số lời cực kỳ là hấp dẫn, số lãi cực kỳ là nhiều luôn. Ok, đó chính là cái con hũ phù thủy. Đấy, mình sẽ tạm gọi là phù thủy bởi vì mình thấy là trông rất là giống phù thủy. Ok, mình sẽ tăng tổng cược trước anh em ạ. Mình sẽ tăng tầm 100k đi. Ok luôn, 100k. Thế nào? Đây rồi. Nha, sau đó mình sẽ quay tự động này anh em này. Được chưa? Đó, mình sẽ quay tự động và xem là nó chạy như thế nào. Quên tắt nhạc anh em ơi. Đây rồi. Ok, xem nào. Đấy, mình sẽ quay tự động. Và cái con hũ mình tạm gọi phù thủy đi. Thì nếu mà chị chơi mà kiếm hay là săn big green hay là săn bất kỳ một cái nổ nào của nó ấy, thì nó dễ hơn khi mà anh em đăng cược nó càng to thì nó nổ càng to anh em nhá. Như mình cái tiếng này thì ở đây mình sẽ sang tươi tài xỉu này. Ui ôi, bệt này, 2 4 6 8 9 tay tài. Mẹ, cái quả này mà biết vào sớm một tí là mắt không khác gì có hũ nhỉ anh em nhỉ. Mắt thì không khác gì có hũ cả, bởi vì là ăn vào cái tay thì khác gì nó hũ đâu, đúng không? Mà tiếc là không vào lúc đấy. Ok nhá. Bây giờ mổ chưa có big win kìa, tuyệt vời. 100% này, kể ra cái con hũ phù thủy này nó chơi nhìn nó giống như cái bộ phim bóng ma hay là những cái gọi là xác ướp, những bộ phim mà có ý tư nhện các thứ đầy đủ á nhỉ. Những cái đấy rất là giống nha. Đấy, hình ảnh trông sắc nét. Để mà quay một ngày công ấy thì ôi 2-1 đây rồi anh em ơi. 6-1-2. Biết kết quả là xỉu thì mình vẫn là quả nhau đúng không? Ok ngay. Húp ngay. 2 xỉu. 8 9 à. Vẫn thiếu một con xỉu nữa anh em nhé. Vẫn thiếu một con xỉu nữa, được chưa? Ok, mình sẽ đi là 8 củ rưỡi cho mình. 8 củ rưỡi vào cho mình. À, nếu như mà anh em chắc chắn là cái tiếng này nằm mà xỉu nữa thì thôi, khỏi phải bàn luôn anh em ạ. Ok. Mình biết là quả nhau rồi thì cũng sẽ là của mình thôi. Nhận kết quả khá là hồi hộp anh em ơi. Khá là hồi hộp, không biết là có đúng hay không đây. Bú anh em ơi, sáp 2. Ai chà, theo kinh nghiệm của mình thì sáp 2 anh em bắt tên tải. Ui gì đây, chào mừng bạn đến với bát bonus. À lựa chọn rơi đây rồi, 100k này. Con trên này xem sao. Ui giời ơi xịt hết rồi anh em ơi. Ui ôi, 800k một củ tư này. Tiếc nhờ. Mẹ, tiền củ ở bên cạnh mà không biết nhìn anh em ạ. Không biết con nước của nó là to như vậy đấy anh em ạ. Cái này có thể có tài cho mình nhá. 6 củ đi, 6 củ lên tài nhá. Vẽ qua cho mỗi nước tạo thật tuyền tiềm to ở bên cạnh. Mình chọn đúng cái cửa đúng cái con mà có 100k nhỏ nhất. Mẹ cay thật, tiếc nhỉ. Không sao, ta làm lại, quay
được nhiều mà có phải là quay một hai lần đâu, đúng không? Một con tài cho mình 6641 anh em ơi, được chưa anh em? Úp ngay đúng không? Một con tài 11 anh em ạ. Đấy, mình đã bảo rồi mà, riêng cái cầu này mà nó ra thì nó sẽ ra rất chi là dài luôn, được chưa? Đấy, húp chuột chuột ngay. Mẹ tưởng thế nào chứ, game vẫn là dễ anh em ạ. Game vẫn là dễ anh em ạ. Một con tài 11 này, 6 11 11 xuống chịu 10. Ok, tiếng này bắt xỉu cho mình. Xỉu đang thiếu thì cứ pha xỉu thôi đúng không? Tiếng này sẽ đi là hai cụ thôi anh em ạ, nhẹ nhàng. Đấy, nhìn thấy con hũ và đánh giá tổng quan qua nó thì hình ảnh trông được. Đấy, nổ thì cũng có xác suất nổ to và cũng như là cũng nhìn trông có mắt mắt đấy, tiền 225k này là vẫn là lãi đúng không? Quay 100 được nổ 225k, tức là lãi là 125k. Đấy, kể ra thì cái đấy tiếng này 325k, lãi hơn 200k, kể ra thì vẫn là còn lãi, nó không lỗ đúng không? Bảo nó lỗ thì không có nha. Ôi giời ơi, nổ big win em ơi, nổ big win, nhưng mà tài xỉu này nó gãy mất rồi. Tiếc thật anh em ạ, tiếc thật. Nhưng mà nổ bên kia thì bên này đã mất, không sao, bỏ qua đi anh em ạ. Nói chung là để mà chơi con hũ cũng như là kết hợp với cái môn tài xỉu thì mình đã kiếm được ra đó chính là 20 củ anh em ạ. Chính xác là hơn 20 củ một tí, nhưng mà mình tính 20 củ thôi, được chưa? Đấy, thì cực kỳ là đơn giản, dễ chơi. Chỉ việc là tăng tốc cực lên, sau đó mình ấn tự động quay là nó nổ, thì mình sẽ big boss note hay là big queen mình sẽ được chọn quá thôi đúng không? Chứ chẳng phải là khó khăn gì, tính toán gì nhiều cả. Quan trọng là anh em quay cái tổng cược, ví dụ là 10.000 đúng không, thì anh em không nổ thì em phải tăng lên 20 không nổ thì em phải tăng lên 30. Thế cho đến khi nào anh em quay tổng cược nào cảm thấy nó nổ rồi thôi, dừng lại nằm quay nguyên cái mốc tổng cược đấy, được chưa? Như mình là quay cái tổng 100 là mình nổ có thể vẻ là ok, thì mình sẽ tăng lên 100 đấy, bởi vì là được bon hốt anh em ơi. Đây rồi, làm lại cái bon hốt thương mại nha. Con này thế nào, 100k này anh em ơi. Ui lại không có gì này, ui lại không có gì này, ui sao hình như lấy 700 500, mẹ kiếp tin điểm to mà mẹ chọn cứ không được anh em ạ, cày thật đấy. Đấy, mình đã bảo anh em rồi, nếu như mà chơi cái con hũ phù thủy này đảm bảo anh em là sẽ lại cực kỳ là lớn anh em nhé, chứ không phải là nhỏ đâu. Chủ yếu là anh em chơi nó phải có cái sự may mắn nữa anh em ạ, được chưa? Ok, thì khả năng là mình sẽ nghỉ đây, anh em phải tham khảo con game con hũ mình đang chơi này ở dưới phần bình luận mình đang chơi ở link game nào nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những video sau nhé, bye bye anh em.